nghệ sĩ hát tiễn đưa Phi Nhung. Ở Mỹ, Mạnh Quỳnh hát tiễn em cuối đời, Minh Tuyết thể hiện giấc mơ cánh cò. Tại tang lễ Phi Nhung. Tại tang lễ ca sĩ ngày 12 tháng 10, giờ địa phương, Mạnh Quỳnh hát nhạc phẩm anh sáng tác trong 2 tiếng, khi ngồi máy bay từ bang Arizona sang California tiễn đưa đồng nghiệp. Anh nói, cô ấy đã mang lại lời ca, tiếng hát làm đẹp cho đời. Quang Lê, Minh Tuyết, Nguyễn Hồng Nhung nói về kỷ niệm gắn bó với giọng ca bông điên điển. Minh Tuyết xúc động cho biết 25 năm trước khi mới đến Mỹ, nghệ sĩ cô gặp đầu tiên là Phi Nhung. Cô nói, một lần tôi đến nhà chị chơi, có một bầu show ở Houston gọi điện mời chị ấy hát. Chị Nhung bảo mời tôi đi hát, các xe bao nhiêu cũng được và dặn tôi cố gắng. Chị ấy vô tư giúp đỡ người khác. Nguyễn Hồng Nhung hát Mẹ Tôi tại tang lễ Phi Nhung ở Mỹ. Minh Tuyết tập bài Giấc Mơ Cánh Cò suốt 2 ngày để hát tại tang lễ với lời nhắn mong nữ ca sĩ yên nghỉ. Thể hiện nhạc phẩm, Minh Tuyết nhiều lúc ngừng vì nghẹn giọng. Quang Lê chọn nhạc phẩm Ngày Buồn, Lam Phương. Anh kể cố ca sĩ gần gũi anh nhất khi anh quyết định về quê hương ca hát. Tôi nhớ khi Nhung mở quán chay đầu tiên trong nước, cô ấy bảo tôi mập quá nên ăn chay. Nhung có tính nghĩ sao nói vậy nên nhiều người thương. Sau nghệ sĩ ở Mỹ tiễn biệt Phi Nhung, Nguyễn Hồng Nhung từng kết hôn với em trai của ca sĩ Tri Di Phương Trinh, có nhiều dịp tiếp xúc Phi Nhung, xem ca sĩ như người trong gia đình. Cô nói chứng kiến đồng nghiệp nuôi con gái Wendy từ nhỏ và không phục sự hy sinh chị dành cho con gái. Hồng Nhung trình bày Mẹ Tôi, Trần Tiến, khi tiễn biệt. Dự lễ viếng còn có nhiều ca sĩ, Đình Bảo, Minh Như, Trúc Lam, Trúc Linh. Họ lần lượt hát chia tay nữ ca sĩ. Nhiều nghệ sĩ trong nước như Trung Dân, Lệ Thủy, Kim Tử Long, MC Trấn Thành, ca sĩ Quang Dũng, Dương Triệu Vũ gửi lời chia buồn đến tang quyến. Ca sĩ Mạnh Quỳnh trong tang lễ Phi Nhung tại Mỹ, ngày 12 tháng 10, giờ địa phương. Việt Hương khóc kể về ngày tháng Phi Nhung chiến đấu với COVID-19 trên giường bệnh. Chị tiết lộ trước khi được can thiệp biện pháp ECMO hôm 7 tháng 9, ca sĩ tỉnh táo một chút và nói thèm khoai lang nhưng do bệnh không thể ăn gì. Việt Hương cho biết, trong hơn 1 tháng, tôi cùng Wendy trao đổi về bệnh của Phi Nhung và cầu nguyện từng ngày. Mỗi khi hỏi ý kiến của con gái về quyết định điều trị của bác sĩ, nghe cô bé nói con đồng ý tôi thấy sợ vì chữ đồng ý có thể là lúc tình hình Nhung tốt hơn hoặc xấu hơn. Con gái cố ca sĩ, Wendy Phạm, cho biết sau tang lễ, tro cốt của mẹ cô được gửi lại chùa Huệ Quang, theo như tâm nguyện của Phi Nhung là cuối đời được sống ở chùa. Việt Hương cũng thay mặt các nghệ sĩ trong nước gửi tiền phúng điếu 5.000 đô la Mỹ vào quỹ từ thiện của Phi Nhung. Phi Nhung qua đời ở tuổi 51, vào 12 giờ 15 phút trưa ngày 28 tháng 9. Hồi tháng 8, ca sĩ đi từ thiện về và bị cảm, xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với nCoV. Giữa tháng 8, chị nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115, sau đó chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, điều trị ở khoa hồi sức tích cực đến khi mất. Chị sinh năm 1970, quê ở Gia Lai. Năm 1989, chị sang Mỹ, đi hát từ thiện tại chùa và thành công ở làng ca nhạc hải ngoại. Năm 2005, Phi Nhung về nước, vẫn theo đuổi dòng nhạc quê hương, nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi,